Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Đấy. Cảm ơn các bác đã rất nhiều đã tin tưởng cơ sở và em thấy là rất nhiều bác biết đến cơ sở Đồ Gỗ Gia Vũ bên em qua những cái sản phẩm án gian thờ, bàn thờ gia tiên đấy, được đục chạm đẹp hay là được thiết kế đúng theo yêu cầu của các bác. Đấy, thì hôm nay lại một cái sản phẩm nữa được làm theo đúng yêu cầu của bác Thanh ở Thanh Hóa các bạn. Đấy, thì video này là video em muốn gửi đến bác để bác kiểm tra cái hàng mộc một cách sơ khai nhất, đấy, chưa qua phần cào nạo gì và đang mới là dựng cái phần thô lên, đấy, gọi là ráp ngang lên để cho các bác xem được cái chất liệu gỗ này, mẫu mã của sản phẩm này và không có một cái phần nào có thể che giấu được bác cả, đấy. Và video này cũng đang lên trên YouTube để cho mọi người cùng xem và góp ý cho bác ấy các bác nhá. Thì đúng với những cái tiêu chí của bác ấy là đơn giản, nhẹ nhàng, dễ lau chùi và phải phù hợp theo đúng cái yêu cầu của bác ấy, thì em đã thiết kế và hôm nay đã hoàn thành xong cái phần mộc của cho bác ở đây. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi chi tiết vào cái sản phẩm và cũng như là để cho mọi người có thể tham khảo với cái mẫu bàn thờ này các bác. Thì với cái mẫu bàn thờ này thì các bác nhìn thấy là nó sẽ hơi cao, tại vì cái chiều cao của nó ở đây nó lên tới là 1m47 các bác ạ. Đấy, chiều cao 1m47 thì em có tư vấn cho bác ấy là làm những cái mẫu bàn thờ là 1m17, 1m27 thì sẽ cân đối hợp lý hơn. Nhưng mà bác bảo ấy là trong cái phong tục thờ cúng của trong đấy của bác ấy thì bác ấy muốn làm cao như thế này, vì cái bàn thờ cũ ấy nó đã thấp hơn lên một xíu đấy, nhưng bây giờ bàn thờ mới bác phải làm cao lên một tí và cái diện tích thờ của bác ấy thì nó cũng khá là nhỏ nên là bác có thể với lên để thấp hơn được thoải mái đấy. Thì đi chi tiết vào cái bộ sản phẩm này là bàn thờ án gian trên chất liệu bằng gỗ cỗ đỏ ba chi chân 12, cao là 1m47, dài là 1m75, sâu là 97 các bác. Đấy, tổng thể chiếc bàn thờ tam cấp các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ, với chiều cao là 1m47 thì các bạn này, với phần khuôn mặt em làm cho bác ấy là hàng tiêu chuẩn loại 1, hàng khuôn 5 ván 2 phân lá mặt chắp 2 các bác có thể thấy đây. Và cái phần mặt bàn này em soi cho bác theo cái đường chỉ phào của lối xây dựng đấy, thì nhiều bác sẽ ưa thích cái lối chỉ phào này hoặc là nhiều bác sẽ ưa thích cái lối vót cong lên để tạo nên cái độ chắc chắn. Đấy, với những cái mẫu bàn như là 4 phân thì người ta sẽ thường vót cong lên để tạo nên cái độ dày. Đấy, còn với cái mẫu bàn 5 phân mình như thế này thì mình sẽ bào chỉ như vậy để cho nó đẹp hơn và nét hơn các bác. Với cái mẫu bàn của bác ấy ở đây là dài 1m75 thì em làm cho bác ấy ở đây vẫn là 7 thang xà các bác, 7 thang xà, 2 thang ngắn, 5 thang đỡ, với cái tiêu chí là thang dày hơn, chắc chắn hơn để đỡ được cho các bác phần cấp. Đấy, ở đây thì em cũng khuyên các bác là nên bảo nhà xưởng của mình làm ra những cái mẫu thang bàn to, chất lượng để đảm bảo cho độ chắc chắn của mình các bác nhá. Còn về cái phần vai, em làm cho bác ở đây ấy, là vai 6 bản 10 theo đúng tiêu chuẩn là hàng to, hàng chắc chắn, với cái mẫu cổ và cổ 2 phân. Và em bảo các bác này, với cái mẫu nào các bác nào đơn giản này, người già nhà mà ít lau chùi, ít dọn dẹp được ấy, thì em khuyên các bác là cái phần cổ này không nên đục chạm rồng phượng quá nhiều. Đấy, các bác đục cái phần chữ vạn, phần chữ công chạy như này thì cực kỳ là đẹp các bác nhá, và nó ít bám bụi bẩn và mình dễ lau chùi các bác. Và tiếp đến là cái phần cổ ở phần dưới cũng như là những cái phần dạng tiền, những cái phần cổ này thì được đục hết sức là đơn giản, đúng theo cái tiêu chí của bác ấy vừa nêu là đơn giản, dễ lau chùi, ván cổ dày 2 phân, dạng tiền dày 4 phân và được đục chữ thọ trơn cực kỳ là đẹp ở đây các bác. Em quay lại cho các bác xem ở cái phần bên hông này, bên hông, bên tiền, hông trái, hông phải, lỗ lạt đều cực kỳ là đẹp, cực kỳ là lành sạch, và cái độ tổng thể chọn màu, đấy, lên màu của bộ sản phẩm này thì cực kỳ là nét. Tại vì sao? Vì bên em làm rất nhiều và chuyên về cái dòng gỗ hương đá, chuyên về cái dòng gỗ đỏ nên về cái lựa chọn màu ấy thì cực kỳ là đẹp và cực kỳ là đồng nhất, và khi sơn màu lên ấy thì nó sẽ đồng đều và làm tạo nên một cái không gian phòng thờ nó sẽ ấm cúng hơn, đấy, màu nó sẽ đều hơn chứ không là chỗ đậm chỗ nhạt, rất ảnh hưởng về vấn đề về cái thẩm mỹ các bạn. Và em đây quay cho bác xem này, đấy, đúng với cái tiêu chí là. Và phần bên trên là em sẽ làm cấp cho bác ấy. Đấy, với cái phần cấp này thì cái chiều dao của cào bàn thờ ấy, nó đã cao rồi thì phần cấp này mình sẽ thu ngắn đi. Đấy, thì em thiết kế cho bác ấy là mỗi cấp cao lên là 14 cm các bạn, 14 cm. Với cái phần cấp thứ hai là dài là 2m17, rộng là 57 các bạn. Và phần cấp thứ ba là cao 14, dài vẫn là 1m75. Đấy, và cao ở đây là cao 14, rộng là 20 phân thì các bác có thể thờ được ảnh thờ. Đấy, hoặc là những cái di ảnh có cụ hoặc bài vị có cụ là cực kỳ là thoải mái các bạn, đúng theo cái tiêu chí đẹp, đơn giản, dễ lau chùi. Các bác còn yêu cầu nào thì có thể comment xuống bên dưới, em sẽ thiết kế cái mẫu bàn thờ đẹp và ưng ý cho các bác nhá.